gì đó. Rồi, mến chào cả nhà nha. Chào mừng cả nhà quay lại với video của em. Hôm nay em lại tiếp tục quay cảnh cá mết mắc lầy tại nơi em cưa nha các bạn. Và cũng mong là các bạn xem video nhớ cho mình một like, một lượt đăng ký và chia sẻ để giúp kênh của mình ngày càng phát triển nha các bạn. Và cũng chúc cả nhà một ngày mới thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc nha.